cánh nghiêng về phía sau là chìa khóa để phát triển chuyến bay tốc độ cao. Vào những năm 1940, hầu hết các máy bay đều có cánh thẳng. Ngay cả chiếc Bell X1 lần đầu tiên phá vỡ rào cản âm thanh cũng có đôi cánh thẳng. Nhưng một chiếc máy bay cánh thẳng có thể gặp phải các vấn đề lớn về độ ổn định khi nó bay ở tốc độ siêu âm. Năm 1941, một phi công thử nghiệm của Lockheed tên là Ralph Verdon đã mất điều khiển chiếc P-38 Lightning của mình trong một lần lặn và chết trong một vụ tai nạn. Điều này đã thúc đẩy một kỹ sư tên là John Stack nghiên cứu luồng không khí trong đường hầm gió tốc độ cao bằng cách sử dụng một loại nhiếp ảnh đặc biệt. Như đã giải thích trong video ở trên, không khí di chuyển trên đầu cánh sẽ tăng tốc tạo ra lực nâng. Nhưng Stack phát hiện ra rằng gia tốc này có thể có nghĩa là một chiếc máy bay di chuyển chậm hơn tốc độ âm thanh có thể tạo ra các luồng không khí di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh trên cánh, tạo ra sóng xung kích. Sóng xung kích làm giảm lực nâng và tăng lực cản, đó là nguyên nhân khiến Verdon mất kiểm soát với chiếc P-38 của mình. Năm 1951, Bell X-5 được phát triển một chiếc máy bay có thể thay đổi góc của cánh giữa chuyến bay, điều này làm cho nó trở nên hoàn hảo để nghiên cứu những ưu điểm của cánh góc. X-5 được mô phỏng theo nguyên mẫu của Đức bị bắt vào cuối Thế chiến thứ 2. Bằng cách nghiêng cánh của máy bay về phía sau máy bay, luồng không khí trên đỉnh cánh sẽ giảm. Máy bay sau đó có thể bay nhanh hơn mà không tạo ra sóng xung kích trên cánh, mang đến cho chúng ta chuyến bay xuyên âm thanh thương mại mà chúng ta phàn nàn ngày nay. Chia sẻ hữu ích nhé!